về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học của chúng mình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu bài học mới thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên, đó chính là hoạt động khởi động. Và cô Trang sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một đoạn video clip và suy nghĩ cho cô câu hỏi là em rút ra được bài học gì cho mình sau khi theo dõi đoạn clip này nhé. Như vậy, sau khi chúng ta xem xong đoạn clip vừa rồi thì các bạn cảm nhận như thế nào về nhân vật chính ở trong câu chuyện? Nhân vật chính ở trong câu chuyện của chúng ta là một chàng thanh niên sống rất là giàu tình yêu thương đúng không nào? Cậu cho đi tất cả, chẳng giữ lại điều gì cho riêng mình. Thế nhưng cuối cùng thì cái mà cậu nhận lại được đó chính là tình yêu thương và sự biết ơn của tất cả mọi người xung quanh. Điều mà cậu cho đi đã mở ra hy vọng về một cuộc sống mới, về tương lai, về niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác. Và ở đời thực của chúng ta thì có những câu chuyện như vậy hay không ạ? Có đấy các bạn ạ. Và cô mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cho cô những hình ảnh sau đây và cùng cô trả lời câu hỏi. Đây là những hình ảnh gì? Suy nghĩ của em và em có cảm xúc, có suy nghĩ như thế nào khi xem xong những hình ảnh này? Mời các bạn cùng theo dõi ạ. Những bức hình này là những cái bức hình rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội vào thời điểm mà dịch Covid đang rất là nghiêm trọng ở đất nước mình. Đây chính là hình ảnh những mạnh thường quân đã trao đi những bữa cơm không đồng, những gian hàng không đồng để dành cho những người lao động nghèo và mất việc ở giai đoạn Covid. Nhìn vào những cái hành động này thì chúng ta thấy được rằng xã hội của chúng ta còn tồn tại rất là nhiều người tốt. Họ sẵn sàng cho đi không màng cái mà họ nhận lại được. Nhưng đằng sau những cái hành động cao thượng của họ thì họ đã nhận lại được sự biết ơn, sự tôn trọng
Và từ những cái hành động của họ đã làm cho chúng ta cảm thấy được rằng chúng ta yêu mến hơn cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một văn bản, đó là văn bản số 2 ở trong chủ đề yêu thương và chia sẻ, văn bản mang tên Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Vậy thì văn bản này đã có cái nhìn như thế nào, đã truyền tải cho chúng ta thông điệp gì về tình yêu thương, về mối quan hệ của những người trong cùng một xã hội, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản này. Và khi tìm hiểu văn bản thì cô Trang lưu ý chúng ta sẽ bám sát những mục tiêu bài học sau đây. Đầu tiên là về kiến thức và năng lực. Chúng ta sẽ xác định được ngôi kể chuyện thứ ba này, nêu được cốt truyện. Chúng ta nhận biết và phân tích được một số chi tiết miêu tả cử chỉ, hành động của suy nghĩ, hành động suy nghĩ của nhân vật Sơn. Nêu được điểm giống và khác nhau giữa Hiên và nhân vật cô bé bán diêm mà chúng ta vừa tìm hiểu. Chúng ta nhận xét đánh giá được hành động của nhân vật, nêu được bài học và cách nghĩ, cách ứng xử của nhân vật. Tiếp đó là thái độ. Sau thái độ và phẩm chất, sau khi chúng ta học xong văn bản này, đó chính là biết trân trọng, biết yêu thương, biết quan tâm và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên ở văn bản này, đó là phần 1 La Mã tìm hiểu chung. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một đoạn clip để tìm hiểu về tác giả của văn bản này như sau. Thạch Lam sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910 tại Hà Nội, tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Cùng với bút danh Thạch Lam, ông còn có bút danh khác là Việt Sinh. Thạch Lam xuất thân trong một gia đình công chức bếp quan lại, nguyên quán là làng Cẩm Phô, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cha của Thạch Lam là một con người văn võ kiên toàn, sinh thời làm công chức nhưng qua đời sớm. Thạch Lam là con thứ 6 trong gia đình có truyền thống văn học. Thuở nhỏ, ông sống với gia đình ở phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sống gần gũi với người dân, Thạch Lam thấu hiểu cảnh ngộ cùng nỗi lòng của họ. Có lẽ vì thế, không gian phố huyện nghèo với những thân phận nhỏ bé quẩn quanh trong nhịp sống đơn điệu tù túng hiện lên đầy ám ảnh qua nhiều trang văn của Thạch Lam. Lớn lên, ông ra Hà Nội học ở trường Canh Nông một thời gian, thi đậu tú tài, rồi ra làm báo, viết văn và dần trở thành một cây bút trụ cột của tự lực văn đoàn. Sự nghiệp văn chung chủ yếu bắt đầu từ năm 1935 và ông thực sự được khẳng định vào năm 1937 khi tập truyện ngắn Gió đầu mùa ra mắt độc giả. Từ đây, Thạch Lam viết khá nhiều và từ bút trên nhiều thể loại. Truyện ngắn, tiểu thuyết, kể bút, truyện thiếu nhi, phê bình văn học, tiểu luận. Ông mất vì căn bệnh lao vào ngày 28 tháng 6 năm 1942 tại nhà riêng ở làng Yên Phụ, Hà Nội, để lại người vợ hiền và ba con nhỏ. Ta giả mất khi sự nghiệp văn chương đang ở giai đoạn thăng hoa, với đời văn chỉ chừng 7-8 năm, nhưng Thạch Lam để lại một số tác phẩm vô cùng nổi tiếng và đặc sắc, có thể kể đến ba tập truyện ngắn Gió đầu mùa năm 1937, Nắng trong vườn năm 1938, Sợi tóc năm 1942, tiểu thuyết Ngày ký Hà Nội băm sáu phố phường năm 1943. Như vậy, thông qua đoạn clip vừa rồi thì các bạn sẽ cùng với cô Trang chúng ta sẽ khái quát về những nét chính trong tiểu sử của nhà văn Thạch Lam như sau. Nhà văn Thạch Lam là một nhà văn rất là lớn và về tìm hiểu về tác giả này thì về sau các bạn sẽ còn được học những cái tác phẩm khác của nhà văn ở trong chương trình ngữ văn ở bậc trung học cơ sở hay là trung học phổ thông. Nhưng trong phạm vi học sinh lớp 6 thì chúng ta sẽ cùng nhau nhớ cho cô những nét chính liên quan tới tiểu sử của nhà văn này. Đầu tiên là về năm sinh năm mất. Ông sinh năm 1910 và mất năm 1942 vì căn bệnh lao. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Tường Vinh. Thứ hai là về quê quán của ông thì ông sinh ra ở Hà Nội nhưng lúc nhỏ thì ông sống ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Và chính cái phố huyện nghèo nơi đô thị Hải Dương đã để lại trong sáng tác của ông rất là nhiều dấu ấn. Ông chuyên viết về số phận của những con người nghèo và bất hạnh ở nơi mà ông sinh sống. Tiếp theo là về phong cách sáng tác thì nhà văn sáng tác nhiều thể loại.
có thể kể đến, ví dụ như là tiểu thuyết này, truyện ngắn, ký và tùy bút. Song nhà văn này thì thành công nhất với thể loại đó chính là thể loại truyện ngắn. Tiếp theo là đối tượng sáng tác của ông, như cô đã nói, đó chính là những con người nhỏ bé, bất hạnh, có nhiều cái vất vả, cơ cực mà tâm hồn vẫn tinh tế và đôn hậu. Một số tác phẩm chính của nhà văn Thạch Lam chúng ta có thể kể đến, ví dụ như là tập truyện Gió lạnh đầu mùa này, tập truyện Sợi tóc, Hà Nội băng sáu phố phường và truyện ngắn Hai đứa trẻ. Ở đây chính là những cái tập truyện rất là nổi tiếng, ghi dấu ấn tên tuổi của nhà văn này. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung thứ hai là tìm hiểu về tác phẩm. Đầu tiên là khi cô có một câu hỏi là khi chúng ta đọc nhan đề thì em dự đoán nhà văn sẽ kể về câu chuyện gì? Liệu đó có phải là câu chuyện liên quan tới thời tiết hay không? Hay là còn một cái thông điệp gì khác nhà văn muốn truyền tải khi mà gió lạnh đầu mùa đến? Thì chúng ta sẽ cùng với cô Trang chúng ta đọc văn bản này nhé. Cô mời các bạn chúng ta sẽ chú ý vào trong sách giáo khoa trang số 67, văn bản Gió lạnh đầu mùa. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 12 làm nứt nẻ đồng ruộng và làm khô giòn những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng, còn thấy oi bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến, làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc. Bên cạnh, đứa em vẫn đang nằm ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đều đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô xạo xạc. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung rinh và hình như sắt lại vì rét. Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan: "Con vào buồng lấy thúng áo ra, mẹ mặc cho em đi." Chị Lan ở trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồng, lục đống quần áo rét. Mẹ Sơn giơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn, nói: "Đây là áo của cô Duyên." Duyên là đứa em bé gái của Sơn, chết từ năm 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Vú già là người đã nuôi Duyên từ lúc còn đẻ, còn mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại, ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. Giá mà bây giờ em nó còn, cũng chả mặc được. Mẹ Sơn lặng yên không nói gì, nhưng đến lúc vời Sơn để lại gần mặc áo, Sơn thấy mẹ rơm rớm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm, cả cái áo dạ chỉ đỏ, lẫn áo vệ sinh, mặc ngoài lại phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại 3-4 lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo: "Thôi, con đi chơi đi." Sơn súng xính chạy ra đầu chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà cạnh những người nghèo khổ mà Sơn quen biết vì họ vẫn vào vay mượn nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo. Văn bản này còn khá là dài nên là cô sẽ không đọc nữa mà các bạn sẽ theo dõi ở trong sách giáo khoa và chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp các chi tiết sau để tóm tắt lại nội dung của văn bản. À, vậy thì với nhiệm vụ này thì cô Trang sẽ đưa ra những cái thẻ từ 1 cho tới thẻ số 7 ghi lại nội dung của văn bản. Thế nhưng đã bị đảo lộn trật tự và chúng ta sẽ cùng cô chúng ta sắp xếp lại nội dung của những thẻ này để tóm tắt lại nội dung của văn bản. Các bạn có thể ghi lại trật tự mà mình sắp xếp ở phần bình luận và lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đối chiếu lại với kết quả của cô Trang nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái trật tự sắp xếp hợp lý như sau. Đầu tiên là thẻ thứ nhất: mùa đông giá lạnh đã đến, hai chị em Sơn và Lan được mặc những bộ quần áo đẹp và ấm áp. Tiếp theo là thẻ số 7 ạ.
hai chị em Sơn ra xóm chợ chơi và thấy những người bạn ở xóm chợ nghèo quá. Họ mặc những bộ quần áo bạc vá nhiều chỗ, đặc biệt là em Hiên chỉ mặc manh áo tả tơi, co ro chịu rét. Trước hoàn cảnh này thì Sơn thấy cảm động và thương Hiên, và em bắt đầu nảy ra ý định là hỏi chị về chiếc áo bông cũ, và hai chị em quyết định là đem cái áo bông cũ để cho Hiên. Chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo cho Hiên, Sơn thấy lòng ấm áp và vui vui. Tiếp theo đó là chuyện cho áo đã đến tai người thân. Hai chị em thì lo sợ bị mẹ mắng, Sơn và Lan đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo. Thế nhưng mẹ Hiên đã cầm chiếc áo mà em Hiên mang về sang nhà Sơn để trả lại chiếc áo bông. Và cuối cùng thì khi mà biết hoàn cảnh của gia đình Hiên, mẹ Sơn đã quyết định cho mẹ Hiên mượn tiền để may áo cho con. Đây chính là nội dung của văn bản này đã được tóm tắt lại. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái yếu tố khác ở trong văn bản, ví dụ như là xuất xứ của văn bản. Văn bản này được in ở trong tập Gió lạnh đầu mùa. Về phương thức biểu đạt thì chúng ta lưu ý cho cô, đó là sự kết hợp giữa tự sự miêu tả và biểu cảm. Về thể loại của văn bản thì đây là một văn bản truyện ngắn. Tiếp đến là về phân chia bố cục của văn bản này thì văn bản được phân chia bố cục làm 3 phần. Chi tiết như sau ạ. Đầu tiên là sự thay đổi của cảnh vật khi thời tiết chuyển sang mùa đông lạnh. Tiếp theo là Sơn và Lan ra ngoài chơi với các bạn nhỏ ngoài chợ và quyết định cho bé Hiên chiếc áo bông đã cũ. Cuối cùng là thái độ và cách ứng xử của mọi người khi phát hiện ra hành động cho áo của Sơn. Và chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu văn bản này theo cách phân chia bố cục như ở trên slide. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với ngôi kể. Ngôi kể chuyện ở trong văn bản này thì có điều gì đặc biệt? Ngôi kể chuyện ở trong văn bản này, người kể không xưng tôi, người kể giấu mình đi như là không có mặt, nhưng thực ra có mặt ở khắp mọi nơi và biết hết mọi chuyện. Người kể chuyện gọi nhân vật bằng các tên chính của họ, ví dụ như là Sơn, Lan, Hiên, mẹ Sơn. Và người kể linh hoạt, tự do những sự việc được diễn ra đối với nhân vật. Thì chúng ta kết luận cho cô, đây chính là người kể chuyện ngôi thứ 3. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết văn bản thông qua nội dung thứ 2 là mã khám phá văn bản. Phần đầu tiên đó là tìm hiểu về sự thay đổi của cảnh vật khi thời tiết chuyển sang mùa đông lạnh. Vậy thì nói về phong cách của nhà văn Thạch Lam thì chúng ta còn thấy được rằng ngoài việc miêu tả chi tiết số phận, hành động, cử chỉ, lời nói của nhân vật thì nhà văn Thạch Lam còn là một nhà văn miêu tả rất là sâu sắc, rất là chi tiết sự thay đổi của cảnh vật. Và ở đây là sự thay đổi của cảnh vật khi thời tiết chuyển sang mùa đông lạnh. Các bạn quan sát vào trong sách giáo khoa và gạch chân cho cô những chi tiết mà tác giả Thạch Lam đã dùng để miêu tả sự thay đổi của cảnh vật của thời tiết khi chuyển mùa. Mới hôm qua hay còn nắng và hanh, sau một cơn mưa trời bỗng nổi gió bấc, cái lạnh đầu mùa ập đến, đất thì khô trắng, lá khô xạo xạc, trời không u ám mà một màu trắng đục, những cây lan trong chậu lá rung động và hình như sắt lại vì rét. Mọi người dậy sớm nấu nước chè, mặc áo rét cả rồi, đúng không nào? Thì đây chính là những cái chi tiết để miêu tả cái sự cựa mình của thời tiết khi đã chuyển sang mùa đông lạnh giá. Chúng ta thấy được rằng thông qua những chi tiết này thì khung cảnh thiên nhiên lúc giao mùa nó mang những đặc trưng rất là tiêu biểu của thời tiết đầu đông đất Bắc. Đó chính là cái rét se sắt này, cái hanh, cái khô và dường như cảnh vật đã sắt lại vì rét. Và lá thì xạo xạc. Chúng ta cảm nhận được cả âm thanh này, cảm nhận được gì ạ? Cái rét dường như là nó đã sắt lại. Đó là sự chuyển đổi gì ạ? Chuyển đổi cảm giác, đúng không nào? Tiếp đến, đã cảm nhận được cái nét bình yên của vùng nông thôn miền Bắc thời xưa. Chúng ta nghe thấy tiếng lá khô xạo xạc và chúng ta bắt gặp một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Đó chính là hình ảnh mọi người ngồi sưởi lửa, đúng không nào? Đốt lửa để sưởi ấm. Tiếp theo đó là khung cảnh diễn ra câu chuyện, cảm xúc rất là chân thực cho người đọc khi mà tác giả gợi ra những cái chi tiết khi mà thời tiết chuyển sang mùa đông lạnh giá. Vậy thì ở trong đoạn văn này, nhà văn Thạch Lam đã sử dụng những cái biện pháp nghệ thuật nào? Đầu tiên đó là sự nắm bắt,
tái hiện được sự thay đổi của thời tiết, của cảnh vật lúc giao mùa. Tiếp đến là nhà văn đã thể hiện tâm hồn tinh tế và nhạy cảm của nhân vật Sơn khi mà nắm bắt được những cái chuyển động nhẹ nhàng của thời tiết khi mà từ thời tiết thu sang đông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung thứ hai để tìm hiểu về nhân vật ở trong tác phẩm này. Đó chính là nhân vật hai chị em Sơn. Vậy thì chúng mình sẽ cùng cô làm hoàn thành một phiếu bài tập như sau. Đầu tiên là tìm hiểu về cuộc sống của chị em Sơn này, thái độ của chị em Sơn với những người bạn nghèo ở trong xóm và chi tiết hình ảnh đã thể hiện thái độ của nhân vật như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khái quát lại về cuộc sống của hai chị em Sơn. Vậy thì cuộc sống của hai chị em Sơn được miêu tả như thế nào? Đây là một gia đình có vú già giúp việc này, có cách xưng hô mẹ Sơn gọi con gái là cô Duyên, Sơn gọi mẹ là mợ, thì đây chính là cái cách xưng hô của một gia đình trung lưu khá giả. Tiếp đến là gia đình Sơn thì có tiền cho những người nghèo khổ vay mượn, và chị em Sơn thì có nhiều quần áo đẹp, mới, lành lặn và ấm áp. Từ những chi tiết này thì chúng ta có thể rút ra kết luận chị em Sơn có một cuộc sống, đó là một cuộc sống sung túc và giàu có. Thế nhưng thái độ của chị em Sơn như thế nào với những người hàng xóm, với những cái người bạn nghèo khó, thì đó chính là cái yếu tố quan trọng nhất mà tác giả Thạch Lam muốn truyền tải ở trong văn bản này. Với những người bạn nghèo khổ thì Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa, không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn. Khi mà thấy em Hiên vì rét đứng khép nép một chỗ thì Sơn đã gọi ra chơi cùng và hỏi han. Và cuối cùng thì em nảy ra một cái ý định táo bạo, đó chính là mang cho Hiên chiếc áo bông cũ. Vậy thì từ những chi tiết này thì chúng ta có thể thấy được rằng chị em Sơn là những đứa trẻ rất là nhân hậu, rất là thương người, không có sự phân biệt địa vị giai cấp giàu nghèo giống như là những đứa trẻ khác ở trong xóm chợ này, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của nhân vật Sơn. Các bạn để ý cho cô này. Các bạn hãy liệt kê các câu văn miêu tả ý nghĩ của Sơn khi nghe mẹ và vú già trò chuyện về chiếc áo bông cũ của Duyên. Và khi Sơn nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên. Và từ đó thì các bạn hãy nêu cảm nhận về nhân vật này. Vậy thì đối với nhân vật Sơn, khi nghe mẹ và vú già trò chuyện thì Sơn đã nhớ em, cảm động và thương em quá. Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Nếu như đây là một cậu bé vô tư và không tinh tế thì cậu bé có phát hiện ra điều này không ạ? Tất nhiên là không. Thế nhưng ở cậu bé Sơn thì em đã phát hiện ra mẹ đã rơm rớm nước mắt khi nhớ về người em đã mất. Tiếp theo, khi nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên thì Sơn thấy động lòng thương Hiên. Và từ cái tình yêu thương đó thì cậu đã nảy ra một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong tâm trí, đó chính là mang cái áo bông cũ để cho đứa bé Hiên tội nghiệp. Và cảm nhận của chúng ta về nhân vật Sơn, đây chính là một cậu bé sống tình cảm, giàu lòng trắc ẩn, biết quan tâm và biết yêu thương mọi người. Tiếp theo, khi cùng chị Lan mang chiếc áo bông cũ cho Hiên thì Sơn cảm thấy như thế nào ạ? Đó chính là em cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vui và cảm xúc ấy giúp em hiểu gì về ý nghĩa của sự chia sẻ. Khi mang chiếc áo bông cũ cho Hiên thì Sơn thấy ấm áp này, thấy vui vui và từ đó thì chúng ta thấy được rằng chính sự chia sẻ, sự giúp đỡ người khác trước hết sẽ khiến cho bản thân vui này, hạnh phúc và cảm thấy hài lòng vì những việc mà mình đã làm. Tiếp theo các bạn sẽ cùng cô trả lời những câu hỏi sau đây. Vì sao Sơn lại đòi lại chiếc áo? Và hành động vội vã tìm Hiên để đòi lại chiếc áo cũ có làm cho em giảm bớt thiện cảm đối với nhân vật Sơn hay không? Và vì sao? Và chúng ta nhận xét gì về nghệ thuật khắc họa nhân vật trẻ em của nhà văn Thạch Lam? Như vậy, ở nhân vật Sơn này thì chúng ta thấy được có một điều rất là đặc biệt. Khi mà em đem cho chiếc áo bông cũ rồi, nhưng mà nghĩ tới những cái hình phạt, những lời trách móc của mẹ, thì em đã đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo cũ. Và chúng ta thấy được rằng là thông qua hành động này thì chúng ta thấy được đây chính là một cái diễn biến tâm lý rất là dễ hiểu.
và rất là dễ bắt gặp ở trẻ em. Và chúng ta cảm thấy được rằng là nhà văn đã vô cùng am hiểu đời sống nội tâm, vô cùng am hiểu tâm lý của trẻ em thì mới có thể phát hiện ra được những cái chi tiết này, đúng không nào? Và từ cái việc làm của nhân vật Sơn này thì chúng ta cảm thấy được rằng là chúng ta không mất đi thiện cảm, mà chúng ta còn cảm giác được rằng là đây là một cậu bé rất là đáng yêu. Và chúng ta thấy được rằng là tâm lý của em đã được bộc lộ rất là chi tiết thông qua tác phẩm này. Và thông qua hành động này thì chúng ta còn rút ra được một cái bài học cho bản thân mình khi giúp đỡ người khác, là chúng ta nên yêu thương, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Nhưng khi giúp đỡ người khác, hãy lựa chọn cách giúp đỡ một cách khéo léo, đúng không nào? Thứ nhất là để khi chúng ta giúp đỡ họ thì chúng ta cảm thấy được rằng họ vẫn được trân trọng, đúng không nào? Bởi vì người ta vẫn nói được rằng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, của cho không bằng cách cho. Giúp đỡ người khác nhưng khiến cho họ cảm thấy vẫn được yêu thương, vẫn được tôn trọng và giúp đỡ họ một cách khéo léo. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ 3, tìm hiểu về Hiên và những người bạn nghèo khổ ở trong xóm chợ. Những người bạn nghèo khổ này thì có hoàn cảnh sống như thế nào? Các bạn sẽ lưu ý cho cô này. Trời trở lạnh rồi mà vẫn chỉ mặc như ngày thường, quần áo nâu, vá và bạc nhiều chỗ. Thứ hai là môi tím lại và qua những chỗ quần áo rách thì da thịt thâm đi. Và chi tiết thứ ba là mỗi cơn gió đến thì chúng run lên và hàm răng đập vào nhau. Cô bé Hiên thì co ro đứng bên cột quán đợi chị em Sơn, rất vui mừng khi thấy chị em Sơn nhưng không dám vồ vập ngước mắt nhìn bộ quần áo mới một cách thèm thuồng, đúng không nào? Vậy thì thông qua những cái chi tiết này thì chúng ta thấy được rằng cuộc sống của Hiên hay những đứa bé nghèo ở xóm chợ đó là một cuộc sống nghèo khổ và còn thiếu thốn. Và dường như cái ánh mắt, cái cử chỉ không dám vồ vập ngước mắt nhìn những cái bộ quần áo mới này, chúng hiểu ra được rằng chúng nghèo khổ so với những người có đời sống thượng lưu. Đó là một cái nhìn thế nào ạ? E dè và ngại ngùng. Và thông qua những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ rút ra đi tìm hiểu sâu hơn về nhân vật Hiên ở trong tác phẩm này. Cô bé đứng co ro dựa vào cột quán. Nhà nghèo, mẹ mò cua mắt ốc chẳng mua nổi cho em một chiếc áo mới, và chỉ mặc có một manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay. Và cô bé khi được hỏi thì bịu xịu trả lời, tủi thân như là sắp vỡ òa ra, đúng không nào? Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về và so sánh nhân vật Hiên với nhân vật cô bé bán diêm, để chúng ta cùng xem là các nhân vật ở đây có điểm chung và điểm khác biệt như thế nào. Vậy thì giữa nhân vật Hiên và nhân vật cô bé bán diêm có điểm chung là gì ạ? Đầu tiên là về điểm giống nhau. Đây đều là những cô bé có hoàn cảnh đáng thương và nghèo khổ. Thứ hai là dáng vẻ bên ngoài rách rưới và vô cùng thiếu thốn, đều được miêu tả ở thời điểm khi mà mùa đông lạnh giá đến. Thế nhưng ở hai nhân vật này có những cái sự khác biệt như thế nào? Đầu tiên là ở tên gọi ạ. Cách đối xử tên gọi của nhân vật ở trong tác phẩm của Thạch Lam thì đây là một nhân vật có tên. Thế nhưng ở trong chuyện cô bé bán diêm thì đây là một nhân vật không có tên. Thứ hai là cách đối xử của mọi người. Nhân vật ở trong chuyện của Thạch Lam là nhân vật nhận được tình yêu thương của mọi người, từ mẹ này, từ bạn bè. Thế nhưng ở trong tác phẩm cô bé bán diêm thì cô bé có cuộc sống bất hạnh, không nhận được tình yêu thương của mọi người, bị bố đánh đập này, bị mắng chửi, bị mọi người qua lại lãnh đạm và thờ ơ. Công việc Hiên thì còn nhỏ tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa phải mưu sinh. Thế nhưng nhân vật trong cô bé bán diêm thì phải mưu sinh bằng nghề bán diêm và trông chờ vào sự bố thí của người khác. Kết thúc chuyện thì như thế nào ạ? Cuối cùng thì trong văn bản Gió lạnh đầu mùa, cô bé Hiên tội nghiệp đã có cái kết có hậu. Hiên được có áo ấm này, có bạn tốt. Thế nhưng ở trong tác phẩm của nhà văn Andersen thì cái kết cuối cùng là cô bé đáng thương đã chết. Thế nhưng cái kết này chính là cái kết có hậu, đã giải thoát nhân vật khỏi bi kịch
và làm cho cô bé đến một nơi để khiến cho cô bé cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn. Thì đây chính là sự so sánh để làm nổi bật hoàn cảnh và thấy cho chúng ta thấy được sự tương đồng giữa hai nhân vật trong hai tác phẩm có cùng chủ đề. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cư xử của hai người mẹ ở trong tác phẩm này. Đầu tiên là về nhân vật mẹ của Hiên. Mẹ của Hiên ở trong tác phẩm này là một người mẹ nghèo khổ, sống bằng nghề mò cua bắt ốc, không đủ tiền để may áo ấm cho con. Và cách ứng xử của người mẹ này ở trong tác phẩm như thế nào ạ? Đầu tiên, đó chính là hành động mang trả lại áo. Và lời nói khi mà mang trả lại áo thì như thế nào ạ? Rất là lễ phép, rất là kính cẩn, thông qua cách xưng hô, đó xứng là xưng hô tôi, cậu và mợ. Chúng ta thấy được rằng tuy mẹ của Hiên nghèo khổ nhưng có lòng tự trọng. Bà đã mang trả lại áo khi mà chưa biết rõ rằng là con mình lấy áo này ở đâu. Và bà đã dạy cho con một bài học, đó chính là đói cho sạch, rách cho thơm. Bà khéo léo và biết tôn trọng người khác. Bà hiểu rõ phận mình ở đâu và có những cách xưng hô này, có những cái cử chỉ rất là khéo léo và tôn trọng người khác. Tiếp theo là một nhân vật khác, đó chính là nhân vật mẹ của Sơn. Mẹ của Sơn thì giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng cách ứng xử của bà đã cho chúng ta thấy được rằng đây là một người mẹ làm sao ạ? Rất là có cách ứng xử rất là tế nhị này, biết tôn trọng người khác. Với mẹ con Hiên thì bà không hề trách móc mà hỏi han hoàn cảnh. Bà cho vay 5 đồng để mẹ Hiên may áo cho con. Tiếp theo, chúng ta thấy được rằng với các con thì bà không cho phép các con tự tiện lấy áo để cho người khác mà phải xin phép. Thế nhưng thông qua hành động này thì chúng ta thấy được rằng bà vui mừng vì con mình đã biết chia sẻ, biết giúp đỡ người khác. Thì chúng ta thấy được rằng đây là một người mẹ vừa nhân hậu vừa tế nhị. Thế nhưng đây còn là một người mẹ rất là nghiêm khắc và yêu thương con cái của mình, đúng không nào? Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ 3, đó là tổng kết lại nội dung và nghệ thuật của văn bản này. Đầu tiên là về nghệ thuật của các văn bản, thì các bạn lưu ý cho cô, đó chính là nghệ thuật tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả. Bên cạnh đó là giọng văn nhẹ nhàng nhưng mà rất là giàu chất thơ. Tiếp đến là miêu tả thế giới nội tâm của trẻ thơ vô cùng tinh tế này và vô cùng sâu sắc. Vậy thì từ những cái yếu tố nghệ thuật này thì tác giả đã gửi tới cho chúng ta nội dung gì thông qua văn bản này? Thứ nhất, đó là văn bản đã khắc họa những con người nơi làng quê nghèo khó. Họ có lòng tự trọng và những người có điều kiện sống tốt hơn đã biết yêu thương, biết chia sẻ. Và thông qua văn bản này thì tác giả đã đề cao tinh thần nhân văn, đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh hơn. Như vậy thì cô Trang và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của văn bản Gió lạnh đầu mùa. Văn bản của chúng ta đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở những văn bản tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.